Cho Nguyên chào lại tất cả các quý vị. Và bây giờ thì cho Nguyên đi vào cái chủ đề khá nóng ngày hôm nay. Đặc biệt là các quý vị đã biết là Tổng thống Iran đã thiệt mạng qua một cái tai nạn trực thăng. Thì không phải riêng việc Tổng thống không, một tất cả người ở trên trực thăng đều tử vong hết. Hiện bây giờ thì vẫn còn đang điều tra. Nhưng bây giờ thì nó đã dấy lên một cái sự lo lắng trên cả toàn cầu. Người ta không biết đây là một cái tai nạn hay là một âm mưu ám sát. Và nếu là một âm mưu ám sát thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề. Và tới mức độ mà người ta lo lắng tới mức độ có thể dẫn đến đệ tam thứ chiến. Cái điều này là một cái điều lạ kỳ các quý vị. Và Huy sẽ đưa cho các quý vị những cái chi tiết tại sao người ta lo và chuyện gì đã xảy ra. Thứ nhất là trong những cái hình ảnh gần đây nhất thì cái hình ảnh cuối cùng đó trên chiếc trực thăng đó thì người ta thấy cái nét mặt của tổng thống Iran có những cái hành động lạ kỳ, người ta đang phân tích. Hình như là ông ta đã có một cái điểm nào đó, ông ta đã cảm giác ông ta đang lo lắng, có những cái hành động đã thấy rõ được là ông ta đang lo lắng. Nên là từ lúc đó hiện bây giờ người ta dấy lên, các vị cũng biết cho thế giới này đó, người ta lúc nào người ta cũng phải lo nghĩ xa hết, và người ta dấy lên một cái sự hồi hộp. Là biết rằng là đây có phải là âm mưu chính trị sau lưng hay không. Đặc biệt là khi lúc mà trực thăng nó bị tai nạn thì lúc đó người ta chưa biết là tổng thống Iran còn sống hay đã chết. Thì Putin đã họp khẩn 2 tiếng đồng hồ. Theo lãnh sự quán của Iran ở tại Moscow cho biết thì Putin đã họp khẩn 2 tiếng đồng hồ. Trong cái văn phòng họp khẩn 2 tiếng đồng hồ, mục đích của Putin công bố rằng là để tìm kiếm tổng thống Iran, tìm kiếm yểm trợ cho Iran ở Nga, làm sao tìm giúp đỡ được ở Nga, sao tìm giúp đỡ. Lúc đó là chưa có biết là tổng thống Iran sống hay chết, lúc đó chưa rõ, lúc đó là chưa có tìm được chiếc tăng. Thì Putin đã họp 2 tiếng đồng hồ và cho rằng là Putin họp để mà giúp đỡ chính phủ Iran để tìm kiếm chiếc thang. Thì Nguyên cũng thấy nó hơi vô lý. Mình ở nghe bây giờ tìm kiếm cái gì? Chắc các bạn có thấy là giờ vệ tinh được cái này cái kia mà đâu có cần phải họp tới 2 tiếng đồng hồ về cái vấn đề này. Chuyện nó cũng rất là lạ. Phải mất đến 2 tiếng đồng hồ để mà Putin họp, và sau đó thì được công bố là để yểm trợ chính phủ Iran. Ngoài cái vấn đề đó thì chúng ta đều biết cái bối cảnh Iran gần đây đó là một trong những quốc gia đứng về phía Nga, và đặc biệt là những cái quốc gia bán máy bay không người lái cho Nga. Đó là một mặt. Thứ hai đó, chúng ta biết là Iran và Nga là một cái liên minh mà chúng ta gần như là gọi là tứ trụ độc tài đó. Là một cái liên minh, một cái quốc gia tứ trụ độc tài liên minh. Và bây giờ xảy ra một cái tai nạn như vậy đó, thì làm cho người ta đặt nhiều cái nghi vấn. Đặt nhiều nghi vấn. Tất nhiên là Trung Nguyên nói bây giờ đó thì vẫn nằm ở trong cái giai đoạn điều tra. Chúng ta không có một cái bằng chứng gì cả về là một cái sự ám sát gì hết. Vẫn nằm trong cái điều tra và người ta vẫn còn đang tìm hiểu. Không ai có thể khẳng định được cái điều gì. Nếu mà là một tai nạn bình thường thì mọi sự việc nó sẽ diễn biến ra một cách tốt đẹp. Không vấn đề gì hết. Đất nước Iran cũng sẽ không có những sự thay đổi lớn, cũng sẽ không có những cái sự đột phá lớn, và nó cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Nhưng nếu là một sự ám sát thì là hoàn toàn khác. Nên ngày hôm nay trên tờ báo Political đó, là tờ báo của Mỹ đó, nó đang lo lắng về cái đề tài này. Nó nói rằng là có thể nếu có biến động chính trị ở tại Iran, nó có thể dẫn đến đệ tam thứ chiến. Chắc như vậy nha. Và làm cho Nguyên nhớ cách đây không lâu thì cựu tổng thống Trump đó, ngài có phát biểu, ngài nói rằng là có thể có đệ tam thứ chiến trước khi tháng 11, trước khi bầu cử của Hoa Kỳ. Thì chắc các bạn biết là những cái đề tài như vậy đó là những cái đề tài mà thực tế là khá là nhạy cảm, và cả luôn YouTube đó, nó không thích chúng ta nói nhiều vì nó không muốn chúng ta gieo lên cái sự lo lắng. Vì các vị biết mà, nhiều người lo lắng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nền kinh tế. Nhiều người lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kinh tế. Và nó có nhiều vấn đề khác. Nhưng mà thực tế thì cái vấn đề nó có thể xảy ra. Trong Nguyên nói nó có thể xảy ra vì cái đệ nhất thế chiến
Nó xuất phát từ một cuộc ám sát. Khởi đầu của đệ nhất thế chiến là xuất phát từ cuộc ám sát. Và nó dẫn đến đường dây điều tra. Và nó đã dẫn đến cái cuộc xôn đột cả toàn cầu. Thì cái trường hợp ở tại Iran hiện bây giờ mình không rõ thực hư như thế nào. Vì nó vẫn còn nằm trong cái điều tra mà. À, nhưng mà thực tế nếu là một ám sát là một cái điều đáng lo đó các quý vị. Đáng lo đó. Đáng lo đó. À, theo cái tình trạng của Iran hiện bây giờ thì tổng thống Iran sẽ được chôn cất trong những ngày kế tiếp. Và cả toàn đất nước thì sẽ để tang 5 ngày. 5 ngày. Và ông phó tổng thống tạm thời sẽ nắm chức. Nắm chức và sẽ bầu cử trong vòng một thời gian nữa. 5-60 ngày nữa là 2 tháng nữa. 1 tháng, 2 tháng nữa sẽ bầu cử ở tại Iran. À, nhưng tạm thời thì phó tổng thống của Iran sẽ là người nhắm chức. Tất nhiên thì các quý vị cũng biết là đất nước Iran tổng thống không phải là cái người quyền lực nhất. Là cái nhà lãnh đạo tôn giáo là quyền lực nhất. À, nhưng mà ông tổng thống Iran này á, à, thì chúng ta đã biết á, là ông ta có cái đường lối chính trị xích gần lại với Nga, với Trung Quốc nhiều nhất. Và ông ta lại xảy ra tai nạn. Thì một, người ta cho rằng là có những thế lực chống cái thế lực phương Tây giật dây vân vân có thể xảy ra làm những cái hành động. Thì hiện bây giờ mới nói, hiện bây giờ nó vẫn còn là một cái khối mù và chưa rõ. Chưa rõ. À, chưa có rõ nét và chúng ta chưa có khẳng định. Có nhiều người thì họ cho là những âm mưu đến từ Do Thái nữa. Khi gần đây giữa Do Thái và Iran đã có sự xung đột, tạm thời lắng động cuộc chiến giữa hai bên. Nó nói thực tế các quý vị bây giờ là cái thiết âm mưu, nói chung là cái thiết âm mưu nó đầy đường. Nó đầy giả thuyết hết. Đặc biệt là trong thời gian gần đây đã có quá nhiều sự biến cố chính trị lớn từ ở tại nước này nước kia, Serbia, Czech, rồi bây giờ Iran, nhiều chính trị biến động lớn. Hiện bây giờ nó là người ta đã dấy lên nhiều sự lo lắng. Tôi không biết là các quý vị nhìn về cái vấn đề tai nạn như thế nào. Nó đơn thuần là một cái tai nạn trực thăng bởi vì sương mù. Mấy ông này máy bay trực thăng ba chớp ba nhoáng nhìn không thấy đường lao vào núi. Hay là chỉ là ngoài cái đó ra nó còn có cái gì nữa. À, vì có thể nói là nguyên nói là bây giờ đó chúng ta nhận định về khách quan bởi vì chúng ta không có nắm rõ được. Hiện bây giờ hình như là hoàn toàn không có được điều tra với một cái tổ chức độc lập. Chỉ có là Iran điều tra thôi. Quan điểm thì bây giờ mỗi người có một cái nhìn thôi. Nó thực tế thì Nguyên cũng không rõ vì tánh của Nguyên, các người biết là Nguyên không có thể nêu lên một cái vấn đề nào đó mà Nguyên không nắm chắc. Nguyên chỉ biết là hiện bây giờ hàng loạt những tờ báo, hàng loạt những cái bài bình luận về cái vấn đề của Tổng thống Iran. Khi lúc đó một bài phóng sự nó cho biết đó, thì trong cái ngày mà ông đó ông chết đó, thì ngay trong thủ đô lại có bắn pháo bông. Ngay trong thủ đô lại có bắn pháo bông, thủ đô Iran. Và cái nhóm bắn pháo bông đó là cái tổ chức chính trị đối lập. Và họ đã phỏng vấn trên đài của Pháp, che mặt. Và đối với họ, ông này đi là đúng. Và đây là cái lễ mừng khi ông này, nếu ông này còn tồn tại thì đất nước Iran mãi mãi không phát triển được, mãi mãi không có sự đột phá và thay đổi. Thì nó đã có nhiều vấn đề ở trong cái tình trạng của đất nước Iran. Tuy rằng hiện bây giờ thì Iran đã làm gán tối đa để dàn xếp, để cho không nổi loạn chính trị trong đất nước, để mọi việc đâu vào đó. Đó là họ đang làm cố gắng. Nếu điều tra ra là một sự âm mưu ám sát thì câu chuyện nó rất là khó khăn để giải quyết. Nếu tai nạn thì không sao hết, mọi sự việc sẽ có một ông tân tổng thống mới bình thường. Nhưng nếu là một cuộc ám sát thì hoàn toàn sẽ xảy ra nhiều biến cố khác các quý vị. Có người bắn pháo bông, phỏng vấn đài nó chụp hình bắn pháo bông nào quen. Cuộc đời mà, trên đời này có người thương người ghét, có người thương người ghét, có người đi thì có người cũng khóc, cầm bảng cầm hình xuống đường cũng khóc ôm cụ tỏi, cũng có người mở champagne uống ăn mừng. Nghe như vậy, cuộc đời là nó như thế. Đó là bản tin liên quan đến Iran và người ta có thể dẫn đến đệ tam thứ chiến, và cũng cái lời phát biểu của tổng thống Trump rằng là có thể đệ tam thứ chiến trước tháng 11 bầu cử. Ông sợ lắm, nhiều khi bắt Trump bắt nói đúng không phải lắm,
Không biết bác Trung có ăn mắm không, nhưng bác Trung mà ăn mắm là nói trúng là chết, nên là Nguyên không có biết. Nói chung là chừng nào mà nó có đệ tam thứ chiến thì chiến tranh thì các vị vào diễn đàn của Nguyên là các vị biết rồi, diễn đàn của mình là chuyên gia chiến tranh mà, mấy năm nay là chuyên gia chiến tranh là thông tin lẹ lắm, chiến tranh là có gì quịch là chia sẻ với các vị liền đó. Còn anh nào muốn chạy, bác nào muốn chạy đó thì Nguyên chỉ cho chỗ chạy. À, cỡ này hiện tượng lạ xuất hiện khắp nơi trên thế giới, có những cái dấu hiệu rất kỳ là kỳ lạ. À, không có cái điểm gì không thì Nguyên không có biết đấy. À, sao chổi mới vừa một mảnh vỡ của sao chổi đó đã gớt vào trong cái khí quyển trái đất của chúng ta, mà nhiều người nhìn thấy đó. Nguyên không biết ai có biết về coi bói coi sao coi trăng gì không, nhưng mà cỡ này thì nhiều hiện tượng lạ nó đã xuất hiện trên bầu trời của chúng ta rất là nhiều. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật những bản tin sự đấu đá giữa Mỹ và Trung Quốc hấp dẫn như thế nào. Các vị cũng biết, đầu tiên nhất là ngày hôm nay thì phía bên đại diện của Trung Quốc ở tại Liên Hợp Quốc đã lên án cái sự cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ, khi cho rằng là Mỹ cáo buộc về vấn đề của Ukraine, Mỹ đã cáo buộc là Trung Quốc là kẻ nuôi dưỡng Nga, yểm trợ cho Nga, bán vũ khí cho Nga, giúp đỡ Nga đổi mọi mặt. Đại diện của Trung Quốc cho rằng là những lời cáo buộc của Mỹ là một lời khẩu phát lệnh, điều hoàn toàn bịa đặt, bôi nhọ danh dự của Trung Quốc. Trung Quốc chưa bao giờ bán vũ khí, Trung Quốc không có can thiệp trong cái cuộc chiến tranh này của hai bên. Trung Quốc sẽ cũng không giúp ở Ukraine và cũng không giúp đỡ Nga. Trung Quốc không phải là Mỹ, là người đang nuôi cuộc chiến tranh này, đang muốn kéo dài cuộc chiến. Mỹ là kẻ thủ phạm, điển hiện là Mỹ là viện trợ vũ khí cho Ukraine. Còn Trung Quốc thì không, Trung Quốc đứng hoàn toàn độc lập ngoài cái cuộc chiến tranh này. Trung Quốc là kẻ vô tội, chúng tôi không làm gì hết. Tội lỗi là tội lỗi của các anh là người đã gieo lên sóng gió và các anh còn đổ lỗi cho tôi. Đó. Thì ngày hôm nay thì ông Trung Quốc ông lên ông phản bác ở tại Liên Hiệp Quốc, ông nói dữ lắm, ông nói quá trời nói luôn, ông nói quá trời nói luôn. Và ông lên án khi lúc đó Mỹ đã cáo buộc là Trung Quốc là kẻ nuôi dưỡng Nga, thì thực tế là nuôi dưỡng Nga thật má. Bây giờ mà Nga mà quay lưng lại với Trung Quốc thì Nga Nga lấy gì mà sống, còn nghĩ mà nữa mà cứ cãi hoài, thừa nhận đại cho rồi đi. Bây giờ sau lưng bảo đảm luôn, hàng hóa thiết bị đồ đạc viện trợ cho Nga, chứ Nga lấy gì sống, Nga có bàn giao với ai kinh tế nữa đâu. Nên là nuôi dưỡng Nga, người ta cáo buộc là người ta phải nói cái vô căn cứ đâu, người ta có bằng chứng cụ thể, người ta đã trình bày không biết bao nhiêu tập đoàn công ty của Trung Quốc đã bán cho Nga loại máy bay không người lái, bán đi bay những thiết bị công nghệ cao, bán cho Nga cả đống, chứ đâu phải là không có đâu, đâu phải người ta nói bằng cái miệng đâu, người ta đưa bằng chứng nhưng vẫn cãi, vẫn cãi. Trung Quốc cãi cãi quyết liệt ở Liên Hợp Quốc ngày hôm nay. Ngoài ra thì các quý vị biết là gần đây thì ngày hôm qua đó tôi có cập nhật đó, đó là ông Lại Anh Đức, tân tổng thống của Đài Loan đã chính thức tân tổng thống Đài Loan đã chính thức. Thì Mỹ cũng giống như nhiều quốc gia khác, họ đã chúc mừng. Thì cái chúc mừng của Mỹ đã làm cho phía bên Bộ Ngoại giao nó không được hài lòng đó, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã không hài lòng và cho là cái hành động chúc mừng đó đó là hành động sai với cái bản quyền và sự cam kết của Mỹ với Trung Quốc. Vì Trung Quốc không coi Đài Loan là một cái quốc gia, coi Đài Loan là một cái thuộc địa của mình, một cái thành phố của mình. Và không có một cái thành phố nào có ông tổng thống được và được cái công nhận của những quốc gia khác. Nên là cái sự chúc mừng của Mỹ và nhiều quốc gia khác đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của Trung Quốc. Đặc biệt là Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã xúi giục những quốc gia khác để chúc mừng. Người ta chúc mừng là chuyện của người ta, trời ơi là trời. Sao cái ông kỳ cục vậy? Người ta đậu tổng thống thì tôi điện thoại tôi chúc mừng thôi, có không được nữa. Mấy ông ngộ quá chứ. Cái người Đài Loan người ta có cho là người Trung Hoa đâu. Người ta có cho đất nước người ta kêu là đất độc lập mà. Qua Đài Loan người ta đâu có cần xin visa giống như anh đâu. Ông Trung Quốc phải xin visa Đài Loan có xin đâu. Người ta đi cái quốc tịch người ta vô Đài Loan, người ta đất nước tự do mà. Người ta nó cái ông là sao khó chịu quá. Cái vị đi chúc chúc cũng không được nữa.
bữa nay là lên án Mỹ đủ thứ, lên án châu Âu rồi. Mấy anh đã không giữ cái lời cam kết đó. Đài Loan không phải là một cái quốc gia chủ quyền độc lập, Đài Loan là chỉ là thuộc địa của chúng tôi thôi, và hành động của các anh đó là một cái hành động đã không tôn trọng chúng tôi, vân vân và vân vân. Thì người ta chúc mừng. Các người vậy thấy không? Một chút ngộ lắm, chút ngộ lắm. Mà nhảy đông đỏng lên, bữa nay nhảy đông đỏng lên rồi tức, tức ôi máu. Lên án người này, lên án người kia. Là tại sao các anh lại có hành động như vậy, như vậy, như vậy? Trời ơi, người ta đậu tổng thống thì tôi chúc mừng thôi chứ. Khổ thiệt. Ngoài cái vấn đề đó thì Trung Quốc vẫn không phải đơn giản là lên án, và Trung Quốc còn đe dọa một cái quốc gia khác. Ngày hôm nay thì Trung Quốc đã nhắm vào New Zealand. New Zealand. Thì các quý vị cũng biết là gần đây thì New Zealand đó, họ đang có ý định sáp nhập vào trong cái tổ chức AUKUS. AUKUS là cái tổ chức mà đầu tiên nhất là cái tổ chức nó là của Mỹ, Canada và Úc Châu, liên quan đến vấn đề là công nghệ tàu ngầm hạt nhân. Công nghệ tàu ngầm hạt nhân có nghĩa là tàu ngầm nó chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho các quý vị hiểu, chứ không phải là tàu ngầm nó có sở hút vũ khí hạt nhân. Khi người ta nói tàu ngầm hạt nhân có nghĩa là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, là trong những cái tàu ngầm có cái công nghệ cao và cái chất lượng cao, mà hiện bây giờ trên thế giới chỉ có vài quốc gia biết sở hữu, trong đó có Pháp, có Mỹ, có Anh Quốc, sở hữu những công nghệ cao đó thôi, hay là Nga. Còn những quốc gia khác thì không, họ chạy bằng năng lượng khác chứ họ không có chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thì gần đây nhất thì cái tổ chức AUKUS là một cái liên minh mới để có thể yểm trợ cho nhau, và có thể đặc biệt là hơn nữa là yểm trợ cho Úc Châu, vì Úc Châu không có công nghệ đó. Thì gần đây nhất thì cái tổ chức này được nhiều người chú ý, thí dụ là Nam Hàn muốn sáp nhập, Nhật Bản muốn sáp nhập, và New Zealand muốn sáp nhập, Canada muốn sáp nhập. Thì nó bắt đầu lớn mạnh từ ba quốc gia, nó bắt đầu nó muốn trở thành bảy quốc gia thành viên. Thì gần đây New Zealand á, thì đã muốn gửi lời, thì Trung Quốc đã lên tiếng ngay lập tức. Trung Quốc cho rằng cái hành động của New Zealand đó là hành động khiêu khích, và anh đã chọn bên để đối phó và chống đối của chúng tôi. Yên chăng, Trung Quốc á, chắc kỳ quá. Bây giờ người ta muốn bắt tay chơi bản nhai cũng không được hết Chúc mừng Tổng thống Đài Loan, các ông cũng nói bây giờ tôi muốn chơi với cái nhóm này, nhóm này nó chơi nó vui thương, tôi muốn bắt tay với mấy August, tôi muốn làm ăn với nó, tôi muốn chơi với nó, tôi muốn bang giao với nó, nó dạy tôi công nghệ, tôi thấy có lợi, tôi chơi có liên quan nhau, cũng lên tiếng. Bây giờ đe dọa trực tiếp New Zealand và cho rằng cái hành động của New Zealand đó là cái hành động thù địch, và đã chọn bên phe phái để đối phó với Trung Quốc. Sao kỳ vậy? Tôi chơi bản cũng không được nữa. Các vị thấy có nhiều khi mình nguyên thấy á, mấy cái ông mà ông độc tài á, ông coi là người ta, nước của người ta giống như là nước của ông. Ông muốn cái gì là ông muốn cái đó. Bây giờ người ta, cái New Zealand, đất nước người ta nhỏ, người ta sống rất là hài hòa, nhưng mà cỡ này cái ông Trung Quốc ông bành trướng quá, tàu bè của ông ở đó ông bành trướng quá, ông quậy phá quá, và người ta không an tâm, người ta muốn có một cái liên minh để bảo vệ, và người ta tìm một cái đồng minh của mình, đặc biệt là New Zealand với Úc Châu rất là thân thiện. Thì người ta ngồi, người ta cùng nhau, người ta muốn vô một cái tổ chức nào là chuyện của người ta, quyền của người ta mà, đất nước của người ta. Ê, tụi bay là cặp bè cặp phái, tụi bay để chống đối tao đúng không? Hành động tụi bay phải trả giá. Ui sao kỳ vậy? Anh ăn ở như cái gì mà anh ai cũng sợ đó. Bây giờ cái gì cũng sợ. Nhưng tại sao họ không uy hiếp quốc gia khác? Tại sao họ không lên án Canada? Không lên án Nhật Bản? Mà tại sao họ lựa New Zealand? Vì quân sự New Zealand yếu. Họ chọn cái quốc gia yếu để họ đe dọa. Tại sao họ không đe dọa Nam Hàn? Vì Nam Hàn cũng muốn sáp nhập. Nhưng mà họ nhắm cái quốc gia yếu nhất. Cái quốc gia trong những quốc gia đang muốn sáp nhập là New Zealand là yếu quân sự nhất. Nên là ngày hôm nay thì họ đã đe dọa các quý vị, họ đã đe dọa là sẽ có những hành động cụ thể nếu mà New Zealand sáp nhập thì Trung Quốc sẽ có những hành động này hành động kia để đáp trả lại cái sự lớn mạnh của AUKUS ở khu vực Á Châu chúng ta. Thì cái điều đó thì các quý vị cũng biết rồi đó.
trong cái gần thời gian đây thì Trung Quốc đã không còn là cái quốc gia hài hòa nữa. Và Quyên nói thật với các quý vị là ai mà từng tiếp xúc với chánh quyền của Trung Quốc rồi thì không ai ưa hết, đặc biệt là những quốc Á Châu chúng ta. Nên tại sao Nguyên nói á, tại sao mình ghét họ là bởi vì cái cư xử của họ, cái ăn ở của họ. Nếu thực tế mà họ là một cái quốc gia lớn mạnh mà hài hòa, không có những sự hành động mà kêu là gian lận, gian thương, rồi lường gạt người khác hay là uy hiếp người khác, thì cái vấn đề có một quốc gia cường mạnh Á Châu chúng ta nó rất là bình thường thôi. Nhưng ngược lại họ ăn ở và sự xâm lược của họ, lúc nào họ có muốn cái gì cũng là họ hết, cái gì cũng là của họ hết, và họ không bao giờ thấy đủ. Cái biển Đông bây giờ Trung Quốc nói là họ nuốt 90%, và biển Đông họ cũng chưa thấy hay, họ chưa thấy đủ, họ bắt đầu muốn lấn sân qua biển Úc Châu, họ muốn tạo cái tầm ảnh hưởng bằng cách mua chuộc những cái hòn đảo, những quốc gia nhỏ để họ lập những cái căn cứ quân sự và họ bành trướng xa hơn. Để làm gì? Bởi vì biển Đông không có thể tấn công đến Hoa Kỳ được. Một ngày nào đó giữa xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc thì Trung Quốc không thể tấn công đến Mỹ được, Mỹ có thể tấn công Trung Quốc được, vì Mỹ có căn cứ quân sự gần ở đó, Mỹ có căn cứ ở tại Phi, Mỹ có nhiều cái căn cứ quân sự ở khu vực gần đó. Và Trung Quốc muốn tấn công Mỹ thì Trung Quốc phải mượn đường đi, mượn đường biển. Nên là Trung Quốc đã tạo ra cái mối đe dọa, mục tiêu của Trung Quốc lớn mạnh là trực tiếp đe dọa đến lãnh thổ của Mỹ. Cái điều này thì các vị cũng biết, là nếu mà các vị coi về địa lý thì các vị sẽ biết. Cái điều đó là cái điều rất rất là thấy rõ được, là cái sự lớn mạnh của Trung Quốc mục đích là bành trướng và có thể đe dọa đến trực tiếp lãnh thổ của Mỹ. Thì cái này là chúng ta đã thấy rõ được rất là nhiều trong thời gian gần đây, của bành trướng. Và bây giờ những cái quốc gia, thí dụ là Úc Châu nè, New Zealand nè, hồi bây giờ nó nghe nói Trung Quốc là họ sợ lắm, họ ngán lắm. Bây giờ nói và kêu là bang giao với Trung Quốc là họ ngán lắm, vì họ bắt đầu thấy bản chất thật sự của chánh quyền Trung Quốc như thế nào. Nên chúng ta thấy rõ đâu phải là người Việt Nam mình là bây giờ các cái vị đó chưa, các cái vị chưa thấy đâu, chưa thấy các cái vị đi cái cảnh mà các vị đi du lịch giống như Nguyên này. Nó tưởng mình là Trung Quốc, nó kỳ thị ra rõ nét, nó kỳ thị rõ nét từ Phi, Mã Lai, rồi nước này nước kia, nói là Trung Hoa, Thái Lan nó còn kỳ thị, Thái Lan mà cứ là Trung Quốc nó cũng ghét. Cái là Trung Quốc bây giờ đó, cái là Nguyên nói là ở khu Á Châu, Nguyên đi một cái vòng này đó, Nguyên đi một cái vòng này Nguyên thấy rồi, nước nhiều nước lắm, Ấn Độ nhiều nước lắm, phần lớn mà nói là Trung Quốc là người dân người ta là không thích, bởi vì cái chánh quyền của Trung Quốc cứ gây hấn với người ta hoài, cứ dùng vũ lực vũ trang uy hiếp người ta hoài, và nó đã xảy ra rất là mâu thuẫn giữa nhận thức, và để cho người ta bắt đầu ghét. Thì chỉ có mấy bác Red Bull người ta thì không ghét, Red Bull nhà ta thì không nói, Red Bull nhà ta thì trung thành, dù sao cũng cùng màu mà. Mấy bác Red Bull nhà ta thì đâu bây giờ nhắc Trung Quốc, đâu bây giờ nhắc Trung Quốc được, sao dám nhắc, dù sao cũng cùng màu mà, cùng chuồng ra mà các cái vậy, nên là không có nhắc các cái vậy. Việt Nam chúng ta thì Trung Quốc tuyệt vời, mà ăn Trung Hoa này, ngoại nị nghĩa ngọ đó, vậy đó. Mà bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật một bản tin nóng khác, liên quan đến Do Thái. Thì công tố viên tòa án quốc tế đang đề nghị truy tố, truy nã tổng thống, xin lỗi, thủ tướng Do Thái, các quý vị, thủ tướng Do Thái. Và không phải là truy nã thủ tướng Do Thái không, mà còn là bộ trưởng quốc phòng, tham mưu trưởng và nhiều tướng lãnh khác và chính trị gia khác, với cho rằng với cáo buộc là cái tội danh là tội ác chiến tranh. Thì các quý vị biết là cái cực xung đột giữa Do Thái và Palestine đó, đặc biệt là đã xung đột trong vòng nhiều tháng vừa qua, thì cả thế giới kêu Do Thái ngừng cuộc chiến, nhưng mà Do Thái không, Do Thái vẫn tiếp tục, nên nó dẫn đến cái sự việc mà người ta lên án. Thì hiện bây giờ thì đây là cái công tố viên ông ta đề nghị, thì phía bên tòa án quốc tế đang xem xét và họ có đưa cái danh sách thủ tướng Do Thái và với một số lượng quan chức vào trong cái việc truy nã hay không. Nó thực tế thì bây giờ cả thế giới ngày hôm nay tình hình nó chính trị nó phức tạp vô cùng. Khi các vị biết là một cái đất nước như vậy đó mà bị truy nã tòa án quốc tế là phiền lắm, nó phiền lắm. Cái sự danh dự và cái sự ngoại giao ban tiếp của chúng ta nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và đặc biệt là cái sự đi đứng,
Nên là hiện bây giờ Quyết không biết tòa án quốc tế sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Tuy rằng Mỹ đã cố gắng yểm trợ cho Do Thái, gỡ gạc cho Do Thái rất là nhiều, nhưng mà cái sự phẫn nộ của dư luận á càng ngày càng nhiều, và cái điều đó đã dẫn đến Do Thái phải gặp những sự khó khăn. Nên là cái điều này thì đó là một cái bản tin mà Nguyên nghĩ là được nhiều người cũng chú ý ngày hôm nay, trong cái bối cảnh mà tình hình của thế giới nó đang căng thẳng thì Do Thái cũng nằm trong tầm ngắm. Do Thái là trong chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy rằng số lượng của Do Thái có rất là ít, nhưng mà Do Thái có sở hữu vũ khí hạt nhân. Các quý vị, thì Do Thái có những công nghệ cao mà chúng ta phải thừa nhận. Và cái cuộc giao tranh ở tại khu vực Trung Đông đó, thì các quý vị biết là Do Thái, cho đối với Nguyên, họ lợi dụng cái cuộc khủng bố của Hamas và họ muốn nhổ cỏ tận gốc. Họ lấy cái đó để cho được cái lòng dân, để cho là người dân của họ ủng hộ cái cuộc chiến, và để họ tạo ra được, họ cho rằng là đánh một lần rồi mãi mãi hòa bình. Nhưng mà thế giới ngày hôm nay có những cái hành động họ không chấp nhận được, nên là hiện bây giờ Do Thái đang gặp nhiều khó khăn về pháp lý. Nên vấn đề của Do Thái sẽ được rất là nhiều người chú tâm, bởi Nguyên sẽ theo dõi sát trong thời gian sắp tới, coi Do Thái có những cái sự kiện gì nữa hay không, để mà Nguyên có thể chia sẻ cùng các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Do Thái. Thôi bây giờ cho Nguyên tâm tình chút xíu về vấn đề của Việt Nam. Là chúng ta, thứ nhất là chúng ta đều biết thì tương lai thì chúng ta có tân chủ tịch nước rồi, đó là chắc chắn là bác Tô Lâm nhà ta sẽ là tân chủ tịch nước. Hiện bây giờ bác Tô Lâm sẽ bị mất đi cái chức bộ trưởng bộ công an của mình, đây, điều hành của công an, và sẽ chính thức sẽ thành chủ tịch nước trong tương lai. Đó thì các quý vị mà Red Bull, mấy bác Red Bull nhà ta là chuẩn bị ăn bò giác vàng thường xuyên đi. Bác Tô Lâm lên là ăn bò giác vàng thường xuyên đó. Tương lai là bác Tô Lâm, bác sẽ dẫn dẫn đàn em đi ăn bò giác vàng thường xuyên đó. Đó là một cái sự việc ở tại Việt Nam, thì sẽ có, chúng ta sẽ thay đổi nhiều nhân sự, đã có nhiều nhân sự mới sẽ thay đổi trong cái bộ máy. Thì trong những bài comment đó, vừa qua thì có nhiều người đó, trời ơi thay đổi ông nào lên cũng vậy à Nguyên ơi, ông nào lên cũng vậy à Nguyên ơi. Thì thực tế là Nguyên đã từng bình luận cái điều đó mà. Tất nhiên là cho Nguyên lựa chọn thì Nguyên sẽ không lựa chọn Bác Tô Lâm, nó thật. Mà Nguyên không phải là người quyết định, Nguyên không phải là người quyết định, đó là Bác Trọng quyết định. Nếu mà cho Nguyên lựa chọn đó, thì Nguyên sẽ lựa chọn một cái khuôn mặt nào đó trẻ trung, có sự kiến thức ngoại giao, và để cho cái đánh bóng tên tuổi Việt Nam mình để mang giao đa dạng hóa hơn, phù hợp hơn. Chứ bây giờ Bác Trọng cũng già, Bác Tô Lâm cũng đều tương tự như vậy, ông nào ông nấy với cái trình độ chánh trị cũng của mấy ổng, thì cái sự ngoại giao Việt Nam á, nó sẽ rất là tệ. Nên đáng tiếc là, đáng tiếc thì không lựa chọn người nào khác mà chỉ có lựa chọn Bác Tô Lâm, mà đó là đảng lựa, mà đảng lựa. Nên đối với Nguyên thì cái cuộc bộ máy chính trị Việt Nam á, đổi nhân lực nó không thay đổi, nó phải đổi cái cốt lõi. Cái cốt lõi nó khác với nhân lực, cái cốt lõi là cái đường hướng chính trị và sự suy nghĩ của họ. Và nếu mà họ không đổi cái cốt lõi và họ không mở cái tấm lòng của họ ra thì Việt Nam sẽ không bao giờ có sự thay đổi gì cả. Và với cái sự lãnh đạo của Bác Tô Lâm thì người dân Việt Nam mình còn bị bịt miệng nhiều hơn nữa, chứ không có cái gì hết. Vì đừng có quên bản chất của Bác Tô Lâm là công an mà. Bản chất của Bác Tô Lâm là công an, nên là bác làm chủ tịch nước thì càng bịt miệng hơn nữa, càng bịt miệng hơn nữa thôi. Và cái khổ là người dân đã không được quyền nói rồi, trong quá khứ không được quyền nói, hiện tại cũng không được nói, và tương lai cũng sẽ khai không được nói nữa, càng không được nói nữa. Nguyên biết là nhiều khi Nguyên tâm tình và thời sự của Việt Nam và đem những bài bình luận á, mấy bác sẽ ở Việt Nam sẽ khó nghe, mấy bác không muốn nghe luôn á, không muốn nghe luôn. Nhưng mà các bác phải hiểu rằng là bởi vì dân không được quyền nói, phải có người nói chứ. Con người chứ đâu phải là con bò đâu. Phải có suy nghĩ độc lập, phải có những phản biện. Hỏi tại sao bây giờ là mấy em Việt Nam nó đâu có phản biện được, nó đâu có cho nó nói mà nó phản biện. Còn nó không có phản biện làm sao nó có ý kiến ý cò cá nhân được. Đó là hiện bây giờ ở Việt Nam không thể nói được.
những người mà lên tiếng về bảo vệ quyền lợi của nhân dân, nguyên là quyền lợi của nhân dân, thì họ đều bị ở tù và bị liệt vào trong cái danh sách là phản động. Nên là không ai nói cái gì hết. Và Đảng Cộng sản, nhà cầm quyền Việt Nam khoái kiểm duyệt hết mọi thứ. Kiểm duyệt hết mọi thứ. Hiện bây giờ các vị biết là cái vấn đề mà thầy Minh Tuệ đó cũng đã trở thành một cái tâm điểm mà nhà nước chánh quyền muốn kiểm duyệt. Và còn bây giờ biết nói sao không? Thầy Minh Tuệ đó đâu có phải là thầy tu đâu. Ông đâu phải là thầy tu, ông đâu có đi chùa nào đâu. Ông đâu phải là tu sĩ. Ủa? Tu sĩ phải cần phải đi tù chùa sao? Ngày xưa Phật Thích Ca ngộ đạo thành Phật á, ngài có cần có cái ai chứng nhận không? Ngài có cần ai chứng nhận không? Ngày xưa ngài đi tu, ngài ngồi trên cái cây Bồ Đà đó, ngồi ngồi đó mà ngài ngộ đạo đó, ngài có cần ai chứng nhận là ngài là thầy tu không? Đã là tu sĩ còn cần phải sự chứng nhận nữa. Đạo Phật không phải giống như đạo khác, đạo Phật là ngộ đạo. Là ngộ đạo. Mình phải tự ngộ đạo. Đó. Rồi bây giờ thì họ bắt đầu làm khó dễ nhiều hơn nhiều vấn đề pháp lý. Có nói chung chung là ở Việt Nam nhà cầm quyền đảng là quản lý hết. Giáo hội chỉ là ở trên giáo hội là đảng. Và những chùa chiền của giáo hội giống như là chùa Ba Vàng đều là đảng viên hết. Và những người như vậy thì đối với Nguyên không thể nào tu được tốt hết. Vì đường lối của đảng đưa xuống thì họ phải thuyết trình theo những gì mà đảng muốn. Họ không còn đúng về tôn giáo mà họ đứng về chánh trị. Và tôn giáo với chánh trị thì không thể nào là hai cái nó phù hợp được. Nó phải tách rời lẫn nhau. Nhưng mà tôn giáo của Việt Nam bây giờ là tôn giáo chánh trị. Bởi vì họ nằm dưới sự quản lý của chánh phủ. Và chánh phủ chỉ huy họ. Đưa thí dụ năm nay là phải có cái kế hoạch này, phải thuyết trình như thế này, làm chỗ này, họ không được độc lập. Và như vậy thì làm sao là tôn giáo chính thống của tôn giáo được? Nó rất là đáng tiếc các quý vị, sao Nguyên nói á, là chánh trị và tôn giáo thì hiện bây giờ nhà nước cầm quyền là Cộng sản Việt Nam là họ quản lý hết. Chứ đâu phải các quý vị nghĩ là muốn làm cái gì thì làm, tất cả phải nằm trong quản lý của họ. Quản lý của họ, Phật còn phải thua bác mà. Phật Chúa còn phải thua bác. Dưới cái suy nghĩ của Đảng Cộng sản, tôi không biết anh Phật Chúa gì không biết, nhưng phải thua bác, phải thua đảng. Nếu tôi nói anh không nghe thì anh không bao giờ tồn tại được. Anh muốn mở nhà thờ cũng được, anh muốn mở chùa cũng được, nhưng anh phải nghe tôi nói. Nha. Ê, người trên Phật là bác. Đấy. Nên tại sao Nguyên không có đồng ý cái tô cách mà tôn giáo với chánh trị nó lẫn lộn? Đối với Nguyên đó là một cái sự sỉ nhục của tôn giáo. Nguyên nói thật với các bạn, đó là một cái sự sỉ nhục của tôn giáo. Là một cái sự sỉ nhục của tôn giáo mà Nguyên thấy rất là nặng. Đối với Nguyên đó là một cái sự sỉ nhục. Vì tôn giáo là một cái nơi yêu thương, bác ái, hòa bình, công ái, là một cái gì mà có thể trao hết cho người khác mà không bao giờ đòi hỏi. Còn chánh trị là lợi ích quyền lợi, nhóm phái, chiến tranh, và hai cái tôn giáo và chánh trị nó bị dính gần lại với nhau, nó cực kỳ là nguy hiểm. Người ta dễ bị dụ vị người tôn giáo mà làm cho con người ta dễ mù quáng và bị dẫn dắt tôn giáo để biến thành cái mưu đồ chánh trị. Ghê thiệt. Nhưng mà cái may mắn thay các quý vị đó là những quốc gia độc tài, còn ở quốc gia tư bản thì không. Không, tôn giáo không có nằm ở dưới quyền của chánh phủ. Tôn giáo nằm ở cái quyền của tôn giáo. Thí dụ nhà thờ ở đây là dưới chữ quyền của Đức Giáo Hoàng. Tài sản của nhà thờ không phải là tài sản của chánh phủ. Của nhà thờ là của nhà thờ. Tất cả thí dụ đạo Công giáo ở đây thì là họ dưới quyền trực tiếp của Đức Giáo Hoàng, có cái tổ chức đàng hoàng. Nhiều khi chánh phủ yểm trợ về kinh phí, yểm trợ cho những cái nhà thờ, nhưng mà không phải nằm dưới cái sự chỉ huy của chánh phủ.
chánh phủ không quyền can thiệp được cái gì hết, không có quyền được can thiệp được cái gì hết, chánh phủ không có. Nên các quý vị sẽ không thấy ở tại quốc hội Việt Nam, sẽ là quốc hội của Pháp, của ông cha nào hết, đúng không? Nhưng mà ở bên Việt Nam thì mỗi lần họp quốc hội thì có mấy ông thầy đó, cũng có mấy ông cha đó đó, vì họ phải nằm ở trong đó. À, Trung Nguyên ngừng chương trình ở đây. Nói Việt Nam nó bị ghè lắm, nói Việt Nam nó nghe không được, nó ghè lắm, nghe khó nghe lắm. Trung Nguyên ngừng chương trình ở đây. À, nguyên hẹn là các cô chú anh xem các bạn chương trình của ngày mai. À, ngày mai những cái chương trình hấp dẫn và sôi động khác, chúng ta sẽ gặp lại với những bản tin hấp dẫn khác của ngày mai. Bye bye các quý vị. Bỏ tôi đi như áng mây lẻ loi tận phương trời, như gió bay hoa rơi buồn cho người, như chiếc hồn ta chào nhau lần cuối. Người bỏ tôi đi oan kiên hay nghiệt ngã, cho đêm thâu vật vã trái tim tôi sẽ đơn côi từ đây. Người bỏ tôi đi theo tiếng mưa rơi tận núi đồi, theo bóng chim bay tận xa vù, theo dấu chân hoang một loài thú. Người bỏ tôi đi vô tư và lặng lẽ, cho tim tôi quạnh quẽ, biết yêu ai sẽ đau thương, sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường. Người ơi tình tôi có gì không vui lòng người, sao người không nói một lời, để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai. Lòng tôi vẫn mang mối tình xưa trên tay, hỏi cây hỏi mây có đổi thay. Từng hạt mưa rơi có nhắc cho ai một quãng đời, có thấy run run bờ môi có thầm trong tim từng lời nói. Người đã quên tôi, sao trong tôi còn nhớ, trong tim, trong nhịp thở, dấu thương đau, dấu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ. Bỏ tôi đi theo tiếng mưa rơi tận núi đồi, theo bóng chim bay tận xa vù, theo dấu chân hoang một loài thú. Người bỏ tôi đi vô tư và lặng lẽ, cho tim tôi quạnh quẽ, biết yêu ai sẽ đau thương, sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường.
Người ơi tình tôi có gì không vui lòng người, sao người không nói một lời để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai. Lòng tôi vẫn mang mối tình xưa trên tay, hỏi cây hỏi mây có đổi thay. Từng hạt mưa rơi có nhối có một quãng đời, có thấy run run bờ môi người, có thầm trong tim từng lời nói. Người đã quên tôi sao trong tôi còn nhớ, trong tim trong nhịp thở dẫu thương đau dẫu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ. Người đã quên tôi sao trong tôi còn nhớ, trong tim trong nhịp thở dẫu thương đau dẫu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ.